Xuân Văn Lan rừng Linh Yến, chúng em xin kính chào tất cả các bác, các cô, các chú, các anh, các chị. Hôm nay là muộn rồi, hơn 7 giờ tối rồi. Em với livestream để bán hàng được hàng, chúng em nay về rất muộn. Hôm nay là phiên ngày 7 tháng 9 năm 2019 các bác nhé. Tối 7 tháng 9 hàng của em về là có mặt hàng là Hoàng Nhạn tháng 4 và Đa Châu Bóc Rừng hàng mẹ con và hàng kg. Đây, hàng về rất tươi, xanh và đẹp các bác. Và địa chỉ của shop chúng em là ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ với shop chúng em là 0947977186, 0912532056 và số việt theo là 0353535167. Cô chú anh chị em có thể gọi trực điện thoại trực tiếp để mua hàng hoặc là nhắn tin qua ba số điện thoại trên, và tất cả ba số điện thoại trên chúng em đều dùng Zalo của chú anh chị các bác nhé. Vâng, và bây giờ em không làm mất thời gian nữa, em đi xin vào từng đơn. Dòng này là dòng Hoàng Nhạn tháng 4, hoa nở vào tháng 4, hoa màu vàng tím trắng. Đây, em sẽ cho cô chú các bác xem hoa. Đây, hoa rất chi là đẹp, hoa Hoàng Nhạn tháng 4 rất đẹp và thơm và bền các bác nhé. Hoa nở vào tháng 4, độ bền hoa tàn đến 15 ngày, cánh hoa rất là dày và thơm. Em bán với giá là 220k trên một bó, một bó tương đương với 5 lạng. Hàng hôm nay về rất đều, rất đẹp, hàng rất chi là đều và đẹp, hầu như các đơn nào cũng vậy. Các bác có thể mua từ 5 bó trở lên thì em sẽ giảm giá xuống còn 200k trên một bó. Vâng, hàng về thì rất đều, rất đẹp. Hàng Hoàng Nhạn tháng 4 lần này về thì thật sự em cũng rất chi là vui, vì là ship cho các bác, các cô, các chú, các anh chị để cảm thấy hài lòng về những đơn hàng em ship. Vâng, em bán với giá là 220k trên một bó tương đương với 5 lạng và 440k trên 1kg các bác nhé. Tiếp theo là sang cái hàng Hoàng Nhạn đơn. Nhận đơn thì em có vài đơn thôi, hàng mẫu rất đẹp. Đây, đơn số 1 này em bán với giá là 200k cho đơn Hoàng Nhạn tháng 4 số 1, có 3 cây. Cây thứ nhất đây ạ, cây thứ hai, hàng tay Phật rất đẹp, và cây thứ ba. Vâng, đơn số 1 này em bán với giá là 200k cho đơn Hoàng Nhạn số 1. Tiếp theo sang đơn số 2 cũng tương tự vậy, 200k. Đây, nhìn rất chi là phê. Đây, cây thứ hai đây, và đây là cây thứ ba. Vâng, đơn số 2 em cũng bán với giá là 200k cho đơn Hoàng Nhạn số 2, rất chi là đẹp. Tiếp theo đơn số 3 cũng tương tự vậy, đơn này là to này, một cây này, hai cây này và ba cây. Hàng không lỗi của chú anh chị, ở đây là có biết sám nắng của cây thôi, nhưng cây này rất đẹp. Đây, kiểu giống như là đấy ạ, rất đẹp, rất xinh. Vâng, đơn số 3 cũng tương tự vậy, giá là 300k. Tiếp theo, 200k em xin lỗi. Tiếp theo là đơn Hoàng Nhạn số 4, cũng tương tự vậy, 200k cho 3 cây. 1 này, 2 này và 3. Cây này thì đẹp rồi, ngọn trong đây cũng chú chịu nhé. Vâng, đơn Hoàng Nhạn số 4 em cũng bán với giá là 200k. Tiếp theo sang đơn Hoàng Nhạn số 5, em bán với giá là 250k cho 3 cây. 1 này, 2 này, 3 này. Đơn này to nhé, cây to các bác nhé. Vâng, đơn Hoàng Nhạn này em bán với giá là 250k cho đơn Hoàng Nhạn số 5. Đơn Hoàng Nhạn số 5 ở số 6 cũng tương tự vậy, 250k. 1 này, 2 này. Hàng tay Phật ạ. Cái lá đắt này không phải là vàng các bác nhé, mà là cái hàng của nó như vậy ạ. 3 này, hàng tay Phật rất đẹp. Đấy, lá dày to. 250k cho đơn Hoàng Nhạn số 6. Tiếp theo sang đơn Hoàng Nhạn số 7. 1 này, 2 này và 3 này, cũng 250k. Đơn này rất to, cây này xoắn này, xoắn to khỏe đẹp. 250k cho đơn Hoàng Nhạn số 7. Tiếp theo sang đơn Hoàng Nhạn số 8, cây rất to, 300k cho 3 cây. 1 này,
2 này. Và 3, cây này rất to. To khỏe chắc. Và 300k cho đơn hoàng nhạn số 8. Tiếp theo sang đơn hoàng nhạn cuối cùng, đơn số 9 em bán giá là 400k cho 3 cây. Cây này to nhất, đơn này to nhất. 1 này. 2 này. Và 3. 400k. Đây này. Các bác so sánh này. So sánh ạ. 400k cho đơn hoàng nhạn số 9. 3 cây. Sang mặt hàng đai châu rừng. Đai châu bóc rừng này, hoa thì nở vào Tết Nguyên Đán các bác nhé. Hoa đai châu bóc rừng này thường thường là hoa màu trắng tím. Đây ạ. Đây, hàng bóc rừng thì thường thường là màu trắng tím này. Hoa rất thơm và bền. Mùi thơm của hoa đai châu rất chi là quyến rũ trong ngày xuân, Tết đến xuân về. Bác nào mà sưu tầm, mà chơi lan nên sưu tầm những cái giỏ đai châu này. Và bây giờ rất thích hợp ghép trong cái mùa mưa này, vì nó phát triển rễ rất chi là nhanh. Và một khi đã phát triển rễ rồi, cây có thể giữ hoa trong ngày Tết. Chứ còn nếu mà chưa phát triển rễ thì các bác nên cắt hoa đi để nuôi thân, thì chắc chắn nếu mà không cắt thì nó sẽ xuống lá. Đây, hàng rất chi là đẹp. Và em đang bán với giá là 600k trên 1kg và nửa kg là 300k. Đây ạ, 600k trên 1kg và nửa kg là 300k các bác nhé. Hàng thì rất chi là tương đối. Xếp cũng có, lá lướt cũng có một ít thôi, không có nhiều đâu. Đấy. Xếp có, lướt có, rất chi là xinh. 600k trên 1kg. Và các bác nào mua từ 10kg em sẽ có cái giá sỉ rất hợp lý cho các bác vào vườn vào Tết ạ. Em sẽ cho các bác cái giá sỉ rất chi là đẹp để vào vườn. Trong đây là các cái loại to, loại to đùng đấy ạ. Đây, cây này lá rất to này. Cây này chắc là phải đến 5 lạng gì đấy. Vâng, tiếp theo sang cái hàng đơn. Em ơi, em cũng có cái hàng trâu mẹ con. Hàng mẹ con này rất chi là xanh. Đây, rẻ đây là đơn trâu rừng số 1, em bán với giá là 700k cho 2 rẻ mẹ con. Rẻ thứ nhất là một mẹ một con này. Nó có một chút vỏ lá đây thôi. Tí nữa em sẽ bôi keo liền sẹo cho các bác luôn. Đây, rẻ thứ nhất là một mẹ một con. Và rẻ thứ hai là một mẹ hai con. Đây, một mẹ hai con. Đây, khi chúng ta trồng, chúng ta sẽ trồng xuôi thế này. Theo hướng của nó, cái này cũng vậy. Đấy, trồng xuôi vậy. Đây, một mẹ một con và một mẹ hai con. Đơn này em bán với giá là 700k. Rất chi là đẹp cho cô chú anh chị sưu tầm nhé. Đấy, xoay tách ra cho nhìn hai rẻ đấy. Tách lách gần lại với nhau để nó thế ghép. Đây, đấy. Rồi. Đơn trâu số 1 em bán với giá là 700k. Tiếp theo đơn trâu số 2 này, một mẹ một con, dáng cây dừa rất đẹp. Nhưng nó bị con gì nữa ăn ở đây, không phải là thối đâu. Bị tóp lắm đây này. Nên là em bán cái đơn này rẻ cho các chú anh chị sưu tầm. Cái lá này nó không bị hỏng nhé. Nó bị tóp thôi. Bị khô, bị cháy cái đám này luôn á. Đây, cháy cái đám này luôn. Về có thể mình chống cái gì đấy. Cái lá này nó sẽ không bị hỏng, mặt một bên này thì ok rồi. Vẫn chỉ bị cháy một bên thôi. Đây, một mẹ một con dáng cây dừa em bán với giá là 700k. Đấy, rất đẹp. 700k cho cô chú anh chị sưu tầm. Dáng cây dừa một mẹ một con. Đây. 700k cho đơn đai châu mẹ con số 2. Tiếp theo sang đơn mẹ châu con số 3. Đơn này thì rất là đẹp. Nhưng mà cũng có một chút vỏ lá. Tí nữa em sẽ bôi keo liền sẹo vào những cái chỗ vỏ lá. Đây, đây là vỏ lá đây này. Ví ở đây này. Đấy, tí nữa em sẽ bôi keo liền sẹo. Một mẹ hai con. Đơn này rất đẹp, em ngửa lên, em xanh ngửa lên. Đấy, đúng rồi. Một mẹ hai con này. Một mẹ hai con này em bán với giá là 1.2 triệu. 1.2 triệu cho cô chú anh chị em về sưu tầm.
Đây, nó có chút vỏ lá này, em sẽ bôi kia lần sẹo. Cái này bôi kia lần sẹo sẽ khỏi các chú anh chị nhá. Nó sẽ không bao giờ bị xuống lá vì là nước nó không thấy vào được. Em đã trồng rồi, kinh nghiệm em đã có rồi, kể cả tất cả các hàng khác, vì là cái lá này nó rất khỏe. Đấy, em sẽ bôi kia lần sẹo cho cô chú anh chị. À, đơn châu số 3 em bán với giá là 1,5 triệu. Đấy, rất đẹp. Xoay ngược lên nữa lên. 1,2 triệu. À, 1,2 triệu, em xin lỗi, 1,2 triệu cho đơn châu số 3, 1,2 triệu. Tiếp theo sang đơn châu số 4 em bán với giá là 1,5 triệu cho một dài to này. Một mẹ là mấy con đó? Một con này, hai con này, ba con này, bốn con này, một mẹ 5 con. Đây là cái mẹ của nó này, đây là mẹ nó này, đây nữa hình như là bố nó này. À, với 4 con nữa là tất cả là 6 ngọn. Đây, đơn châu này em bán với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu cho dề mẹ con quay lại đi. Đấy, dề mẹ con đơn châu số 4 này, 1,5 triệu cho cô chú anh chị về sưu tầm nhé. Là một giò này rất chi là đẹp, những có hoa vào Tết. Đây, các vòi hoa này. Không, đây, không quay được những sáng hơn này. Đúng rồi, đấy, đúng rồi, nãy giờ. Và thả xuống, thả tự do đấy. 1,5 triệu cho đơn châu số 4 ạ. Tiếp theo sang đơn châu cuối cùng, đơn châu số 5. Em bán với giá là 2,5 triệu, đơn này to nhất. Đây, 2,5 triệu cho đơn này đây. Đây, nó có một chút tách lá đây. Tách khô rồi, không có gì. À, một mẹ này, hai này, ba này, bốn này. Đây, một dẻ này. Đấy, một dẻ này em bán. Ở đây, đây là 5 này. Đây, con của nó đây. À, đang đẻ đây, 5. À, 2, 4 mẹ 1, đấy ạ. Dẻ này em bán với giá là 2,5 triệu nha. Em thả xuống, à, đúng rồi. Đấy, 2,5 triệu. 2,5 triệu cho đơn châu cuối cùng, đơn châu số 5. À, một mẹ 4 con, tất tần tật là 5 ngọn đấy. Tất tật tật là 5 ngọn. Vâng, 2,5 triệu cho đơn châu số 5. Và đơn châu số 4 là 1,5 triệu. Vâng. À, còn cái châu giạc này, 2,5 ký châu giạc này em bán với giá là 500k. Đấy, không đến 200 1 kg. Hàng ngọn gốc vẫn ok nhá. Hàng châu giạc 2,4 đây là em bán với giá là cho các chú anh chị về trăm nó sẽ lên đấy. Cây rất chi là đang còn rất chi là đẹp, ngọn gốc vẫn ok. Về trăm hàng châu rừng này thì trăm rất rẻ các chú anh chị ạ. Đây, ngọn gốc vẫn ok. À, châu rừng về mình chịu khó mình chăm bẩm nó, tí thuốc thang cho nó sẽ không phụ mình đâu. Châu rừng thì nó không giống như các loại châu khác, thì nó ở cái môi trường rất là khắc nghiệt, mình về mình chăm sóc cho nó thì được thuốc, được thang, được phân, được bón thì rất chi ok. 500k cho 2,4 cân châu giạc này. Đấy, một đống này. Đấy, hàng ngọn gốc vẫn ok cô chú anh chị nhá. Đây, đống này này. Đấy. Đây. Đó, 500k cho đơn châu giạc 2,4 cân. Vâng, và cuối cùng ngày cuối tuần thứ bảy em xin kính chúc tất cả cô chú anh chị em một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình. Chúc mọi người luôn may mắn trong cuộc sống. Em xin chào và hẹn gặp lại.